Mainz, một đại diện của Bundesliga đã sản sinh ra hai huấn luyện viên vào tới chung kết Champions League. Với cả Jürgen Klopp và Thomas Tuchel, sự nghiệp của họ đều bắt nguồn từ bên ngoài đường biên của Mainz 05. Mainz, đội bóng của những nhà cầm quân tài năng. Tất cả mọi thứ ở đây, mọi thứ họ làm và tất cả những phong cách chơi bóng của họ đều đến từ Wolfgang Frank, Jürgen Klopp và Thomas Tuchel. Họ là những huấn luyện viên có tư duy cầu tiến, sáng tạo, để lại dấu ấn đậm nét. Họ cũng để lại những ý tưởng bóng đá cụ thể và bầu không khí rất đặc biệt. Đó chính xác là Mainz 05. Một câu lạc bộ của các huấn luyện viên, nơi họ coi việc trải qua 11 mùa giải liên tiếp tại Bundesliga như một thành tích đẳng cấp thế giới. Mọi thứ bắt đầu từ 25 năm trước với một Wolfgang Frank có tầm nhìn xa, pressing, phòng ngự khu vực, chuyển đổi trạng thái. Chưa một ai ở Đức biết đến những thứ ấy vào thời điểm bấy giờ. Khi còn làm cầu thủ, Jürgen Klopp đã được tạo cảm hứng bằng điều này đến nỗi hai điều rất lớn đã có thể xảy ra vào thời điểm đó. Klopp trưởng thành và có lẽ là huấn luyện viên thành công nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại, và Mainz trở thành câu lạc bộ lâu đời tại Bundesliga. Chúng tôi đã may mắn bởi bên trong Jürgen Klopp không chỉ là một huấn luyện viên đơn thuần, ông ấy còn là người truyền cảm hứng rất giỏi, khiến cho mọi người theo chân ông ấy. Bằng cách đó, ông ấy đã tạo ra một chiến dịch truyền thông tốt chưa từng có. Điều này đã sinh ra bầu nhiệt huyết cùng sự hứng thú cho một thành phố mà 25 đến 30 năm trước người ta không quá cuồng nhiệt vào bóng đá. Tuchel và Klopp, hai huấn luyện viên đã lọt vào tới trận chung kết Champions League, đều xuất thân từ Mainz. Ở nơi đó, chủ tịch của câu lạc bộ là nhân vật chủ chốt trong sự thành công của hệ thống đào tạo trẻ. Không đội bóng ở Bundesliga nào có nhiều cầu thủ cây nhà lá vườn trong đội hình hơn Mainz 05. Giống như Thomas Tuchel, có 3 cựu cầu thủ của Mainz đã thăng tiến từ vị trí huấn luyện viên đội trẻ lên ghế huấn luyện viên trưởng, và họ thậm chí còn tạo ra một huyền thoại. Andreas Schüller, tôi vẫn còn nhớ ngày chúng tôi ký hợp đồng để mang anh ấy về đội trẻ khi ngồi với cha anh ấy. Nếu không có Schüller, chưa chắc đội tuyển Đức đã lên đỉnh thế giới năm 2014. Một sản phẩm khác của lò đào tạo câu lạc bộ Jonathan Bucard vừa ghi bàn thắng quan trọng giữ Mainz 05 ở lại Bundesliga mùa giải vừa qua. Các nhà cầm quân khác ở Bundesliga như Marco Rose và David Wagner đều mang trong mình dòng máu của Mainz 05 từ khi còn là cầu thủ. Giám đốc thể thao Rouven Schröder cũng có khả năng huấn luyện. Thứ bóng đá nhịp độ nhanh và áp lực cao là những thứ các cổ động viên của Mainz muốn thấy, để thấy rằng chúng tôi luôn đầu tư mọi thứ có thể vào trận đấu, để có cảm giác rằng các cầu thủ luôn ra sân là để cống hiến hết mình. Mainz 05, những huấn luyện viên tuyệt vời, một ý tưởng, một câu lạc bộ. Xin chào, em là Joe, 11 tuổi đến từ London và em đã xây dựng sân vận động này. Sân nhà của Mainz 05, nó trở nên đặc biệt qua những câu chuyện về loài ong, bóng đá tại Bundesliga và những khối Lego. Ngay cả huyền thoại thể thao Dirk Nowitzki cũng trở nên bất tử tại đây. Quản lý của sân vận động Stephen Vanhorn đã tới đây từ khi mọi thứ bắt đầu 11 năm trước. Thật tuyệt vời khi thấy mô hình thu nhỏ của sân vận động và thấy được độ chi tiết của mô hình này. Có thể nói nó giống như một đứa con của tôi vậy. Đó là một sân vận động tuyệt vời, nó thực sự khác biệt. Bước vào sân nhà của Mainz 05, mặt sân được đặt sâu 5 m so với mặt đất để không khí trong lành của thành phố không bị ảnh hưởng. Sân vận động này có thể chứa tới 33.305 người, và nếu bạn thích, cũng có một người chị em với khán đài đứng khét tiếng của Dortmund. Chúng tôi có khán đài đứng một tầng lớn thứ hai tại Bundesliga. Điều này thật bất thường khi sức chứa của sân vận động là khá nhỏ. Đó là nơi của những cổ động viên cuồng nhiệt nhất. Sân Opel Arena cũng được biết đến là cánh cổng vào thành phố giữa người hâm mộ và dân bản địa. In ấn, lễ hội và bây giờ là cả bóng đá đều là một phần hình ảnh của Mainz. Tên của du khách có thể được xướng lên bởi phát thanh viên. Bạn không thể tìm được đặc quyền tương tự khi tham quan những sân vận động khác. Sự hiếu khách và niềm nở tạo nên sự nổi bật cho Mainz. Sự thân thiện với môi trường và mối quan hệ với thiên nhiên cũng vậy. Một hệ thống quang điện trên mái của sân đấu góp phần vào quá trình trung hòa carbon trên sân. Người nuôi ong tại sân vận động cũng là độc nhất vô nhị tại Bundesliga. Khu vực này cũng là nhà của ngành công nghiệp nuôi ong mật. Các sự kiện giới thiệu và giảng dạy được tổ chức tại đây. Người hâm mộ và những chú ong sống bên cạnh nhau. Ông không thể nghe được. Chúng có những sợi lông rất nhạy cảm ở chân và xung quanh đầu, vì thế nên chúng luôn tạo ra rung động. Tôi không thấy phiền nếu một bàn thắng được ghi ngay lúc này và những chú ong được trải nghiệm điều đó. Tại Mainz, văn hóa tại sân vận động được tạo ra và phát triển bởi những cổ động viên sáng tạo. Cách họ ủng hộ và theo dõi chúng tôi thật tuyệt vời. Tôi không biết làm thế nào để dành lời cảm ơn đủ nhiều đến người hâm mộ. Một khẩu hiệu, một chữ ký, một chiếc áo đấu. Dirk Nowitzki luôn thích tổ chức các trận đấu từ thiện tại sân Opel Arena. Bằng cách đó, huyền thoại bóng rổ cũng trở thành một phần lịch sử của sân vận động này. Một ngôi sao thể thao toàn cầu, thật không thể tin được những gì anh ấy đã đạt được và chúng tôi hạnh phúc khi gây dựng được mối quan hệ mật thiết với Dirk Nowitzki. Anh ấy khiến bản thân mình trở nên bất tử tại đây. Sân Opel Arena hơn cả một sân vận động bóng đá. Mainz 05 là khuôn mẫu của một đội bóng khiêm tốn. Muốn trụ hạng tại Bundesliga, một câu lạc bộ cần tới tinh thần tập thể, cộng thêm sự tỏa sáng của những cá nhân xuất chúng. May mắn là Mainz có tất cả những thứ đó. Sinh ra và lớn lên tại Mainz, Ridle Baku đã gắn bó với đội bóng kể từ khi mới 9 tuổi. Chàng trai sinh năm 1998 đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành trụ cột ở đội 1 trong mùa giải vừa qua. Ridle Baku cũng là cầu thủ Mainz 05 có số pha bứt tốc trung bình một trận nhiều nhất. Chưa kể đến việc anh là tuyển thủ U21 Đức. Ridle Baku hình mẫu hoàn hảo cho mọi cổ động viên của Mainz 05. Karim Onisiwu là miếng ghép phù hợp với lối chơi giàu sức mạnh của Mainz 05. Điểm mạnh của anh là khả năng tranh chấp không biết mệt mỏi. Nhưng tiền vệ mang phong cách gai góc này cũng có thể ghi bàn khi cần thiết. Ở tuổi 28, Onisiwu vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và là một trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa của Mainz 05. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, đặc biệt là trên hàng công. Robin Quaison là chân sút nguy hiểm bậc nhất của Mainz 05. Mùa giải vừa qua là mùa giải xuất sắc nhất của anh từ trước đến nay, khi chân sút người Thụy Điển có lần đầu tiên ghi trên 10 bàn thắng. 8 trong số 13 pha lập công của anh là những bàn giúp Mainz 05 mở tỷ số, thành tích chỉ thua kém duy nhất Lewandowski. Mỗi khi được ra sân, tôi đều nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các đồng đội, góp phần giúp đội bóng giành chiến thắng và được ở lại với Bundesliga. Tôi luôn rất hạnh phúc với mỗi bàn thắng trong màu áo của Mainz 05. Một đội bóng khiêm nhường nhưng luôn khiến các đối thủ tại Bundesliga e ngại, đó chính là Mainz 05, câu lạc bộ có tinh thần tập thể phi thường. Với Mainz 05, khoảnh khắc này thật diệu kỳ. Chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc bạn không thể nào quên. Ridle Baku chính là người giữ Mainz 05 ở lại với Bundesliga, đem lại niềm vui cho đội bóng, thành phố và tất cả những cổ động viên. Là một cầu thủ sẽ có những khoảnh khắc bạn nhớ mãi, thật khó để mô tả cảm giác này. Hành trình của anh bắt đầu bằng một trận đấu của đội dự bị trên sân khách. Baku nhận được một cuộc gọi thay đổi cuộc đời anh. Chúng tôi cần cậu. Rồi tôi có một cuộc hẹn với huấn luyện viên trưởng của đội 1. Ông ấy gặp tôi và đưa tôi thẳng tới khách sạn của đội bóng. Đã có lúc anh phải lủi thủi ở ven đường như một du khách bị lạc lối. Nhưng chỉ vài tiếng sau, Baku có tên cho đội hình đá chính. Chàng trai 20 tuổi bước ra sân trong trận cầu phải thắng của Mainz 05 trước đội bóng mạnh là RB Leipzig. Tôi không hề thông báo cho gia đình và họ đương nhiên rất hạnh phúc khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện trên sân. Cha mẹ của Baku được chứng kiến con trai họ có những pha tác bóng chính xác, điền tên mình lên bảng tỷ số và kết thúc trận với một chiến thắng. Tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga vào phút 90 trong một trận cầu quan trọng. Cảm giác này không thể diễn tả thành lời. Mainz vỡ hòa trong sung sướng, giống như khi họ giành quyền thăng hạng dưới thời Jürgen Klopp. Bàn thắng đó không chỉ đi vào lịch sử của Mainz 05 mà còn là món quà cho cha của Baku, một pha bóng đá đích thực đã bay từ Congo tới Đức. Ông ấy ban đầu cũng không tin khi thấy tên tôi trên màn hình và thấy tôi bước ra sân. Tên thật của Baku là Bote Nzuji, anh có biệt danh là Ridle bởi cha anh là fan cứng của các Heinz Ridle. Tôi có cùng họ với các Heinz Ridle, chúng tôi cũng đều ghi bàn tại Dortmund. Tôi biết ông ấy đã chứng kiến tận mắt tôi lập công hôm đó. Tôi cũng giống ông ấy, ghi bàn trong trận đấu đầu tiên tại Bundesliga. Bàn thắng thứ hai của anh đến ở ngay trận đấu thứ hai tại Bundesliga. Baku nhanh chóng bước ra ánh sáng. Bạn không thể tưởng tượng cách mọi thứ xoay chuyển, nó giống như trong một bộ phim vậy. Tôi cảm thấy rùng mình khi chơi bóng trước 3 vạn cổ động viên, thay vì chỉ là vài trăm khán giả như ở đội dự bị. Đó là hai bàn thắng vô cùng quan trọng và tôi đã góp công giúp đội bóng trụ hạng. Tôi rất tự hào. Vị cứu tinh tại đội trẻ của Mainz 05 giờ đã là trụ cột tại đội 1. Từ một chàng trai có gốc gác Congo, Ridle Baku đã trưởng thành vượt bậc và cứu vãn cả mùa giải của đội bóng anh yêu mến. Một hành trình kỳ diệu của Ridle Baku.